Nam em và đường tình lận đận bị bạn trai cũ công khai chia tay cảnh cáo. Ở tuổi 25, nam em gây bàn tán với nhiều mối tình chóng vánh ồn ào. Sinh năm 1996 tại Tiền Giang, nam em sở hữu nét đẹp dịu dàng khả ái. Tuy nhiên, dù đạt được nhiều danh hiệu ở các đấu trường nhan sắc, nhưng ở tuổi 25, hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long liên tục khiến công chúng phải ngao ngán với những chuyện tình sớm lở tối tàn. Nam em với Lãnh Thành, chuyện tình sớm tàn. Mới đây nhất, cư dân mạng xôn xao khi nam diễn viên Lãnh Thành đã chính thức đăng tải trên trang cá nhân dòng trạng thái phủ nhận tình cảm với nam em. Anh cho biết có nảy sinh tình cảm với nam em khi cùng tham gia chương trình Vô Lăng Tình Yêu. Tuy nhiên, cả hai không thể tiến đến thành một đôi ngoài đời thực vì nhiều khác biệt. Chia sẻ, Thành với nam em có cuộc sống khác nhau và hai hướng đi hoàn toàn khác biệt. Do đó, dù giữa cả hai đã từng cùng trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc hay có rất nhiều thời khắc tươi vui và nhiều kỷ niệm đẹp để cùng nhau từ khi tham gia chương trình cho tới nay, thì điều mà Thanh phải khẳng định lúc này là hiện tại chúng tôi đã dừng lại ở tình bạn, tình đồng nghiệp chứ hoàn toàn không phải tình yêu, anh viết. Dòng trạng thái của Lãnh Thành khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, bởi cách đây 2 tháng, cặp đôi vẫn thường xuyên tay trong tay xuất hiện tại các sự kiện. Chia sẻ với báo chí, nam em cho biết cô đã chủ động dừng chuyện tình cảm với Lãnh Thành sau thời gian tìm hiểu nhau vì khoảng cách giữa cả hai ngày càng lớn. Dù thế nào, chúng tôi đã có những khoảnh khắc đẹp với nhau. Tôi mong một ngày hai đứa vẫn có thể nhìn nhau mà không còn thấy đau lòng nữa, người đẹp nói. Trước đó khi tham gia Vô Lăng Tình Yêu, nam em nhiều lần bị Trấn Thành góp ý về tính cách và cách xử sự trong tình yêu. Nam em luôn muốn người khác phải khẳng định tình yêu với cô ấy để cảm thấy an tâm. Cô ấy mượn câu trả lời của người ta để cứu rỗi bản thân như một lời hứa để bám víu vào. Nhưng nam em đang quá vội vàng, không biết rằng đây chỉ là game show. Cuộc chơi mới diễn ra một thời gian ngắn, bạn còn chưa cho người ta cảm giác thoải mái khi ở bên bạn mà đã đặt người ta phải khẳng định cái này cái kia thì ai dám. Đàn ông đâu dám mở mồm khẳng định nếu bản thân họ chưa thấy mọi thứ chắc chắn. Với đàn ông, nhất ngôn chí xuất là tứ mã lan truy, nam MC nhận xét. Nam em bị tố là người thứ ba khi công khai yêu với Di Quốc Bảo. Tháng 9 năm 2019, nam em gây bất ngờ khi công khai chuyện tình cảm với Di Quốc Bảo. Quốc khẳng định về mối quan hệ, nam em là một người sống tình cảm, không có giấu được gì hết. Chuyện mà nam em thích ai yêu ai, đi đâu ai cũng hỏi nam em đang quen ai vậy. Dạ em đang quen Bảo mà thôi, không được nhắc tên người ta. Giờ nam em chỉ nói là đang quen một người tên Bảo thôi. Tuy nhiên không lâu sau, ca sĩ Bảo Trần đã lên tiếng tố nam em là người thứ ba chen chân, phá hoại hạnh phúc gia đình của cô và Quốc Bảo. Theo lời Bảo Trần, cô và Quốc Bảo từng yêu nhau mặn nồng hơn 3 năm và đã có con chung. Tuy nhiên, sau khi gặp nam em ở một buổi phỏng vấn, chàng VG điển trai bỗng dưng thay đổi thái độ, hắt hủi hành hung cô và bỏ đi nhiều ngày với nam em. Sự việc này đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Trong khi Quốc Bảo lên tiếng xin lỗi nam em, thì người đẹp cho biết sẽ kiện và chơi khô máu với Bảo Trân vì bị vu khống, lợi dụng. Tôi xin phép được đâm đơn kiện vụ này, tôi không im lặng nữa. Công khai chuyện yêu Trường Giang, scandal rúng động showbiz Việt. Chuyện tình gây ồn ào nhất của nam em là với Trường Giang vào tháng 3 2018 trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm âm nhạc. Nam em đã gây sốc khi tiết lộ cô từng yêu Trường Giang đến mức sẵn sàng chết vì anh ấy. Điều đáng chú ý, thời điểm này Trường Giang vẫn đang trong mối quan hệ tình cảm với Nhã Phương. Việc công khai là người thứ ba khiến nam em bị chỉ trích nặng nề. Không những vậy, danh hài Trường Giang còn công khai cảnh cáo nam em nếu cô ấy đụng đến Nhã Phương thì cô ấy cũng không yên ổn đâu. Một thời gian dài sau, người ta thấy nam em thường xuyên xuất hiện với trạng thái tinh thần bất ổn. Cô tự nhận mình là mít thất tình và thậm chí nhiều lần thừa nhận rung động trước Kiều Minh Tuấn, Sơn Tùng MTP hay tài tử Hàn Quốc Lee Min Ho. Với những mối tình chóng vánh, nam em nhận về không ít ý kiến tiêu cực. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả cũng bày tỏ sự cảm thông cho đường tình duyên lận đận của mỹ nhân sinh năm 1996. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị.